Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc vẫn đang tiếp tục suy yếu và di chuyển ra biển, tạo điều kiện cho gió đông nam đưa ẩm từ biển vào. Do vậy, ở khu vực Bắc Bộ thì vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, vào đêm và sáng sớm có xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa. Tuy nhiên, sương mù và mây nhiều chỉ tập trung vào thời điểm đêm và sáng sớm, còn đến trưa chiều thì trời chuyển nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày, phổ biến trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ thì có nơi cao hơn. Nhận định từ đêm mai ngày 21 sang đến ngày 22 tháng 2, tức là từ đêm Chủ nhật sang ngày thứ hai đầu tuần, rãnh gió Tây trên mực 5.000 m sẽ tác động đến thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ, khiến cho mưa rải rác xuất hiện tại các tỉnh thành vùng núi. Mưa xảy ra chủ yếu vào đêm và sáng nên nhiệt độ ban ngày cũng chỉ giảm nhẹ. Với các tỉnh Trung Bộ, không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho mưa giảm nhanh chỉ còn vài nơi. Ở khu vực Bắc Trung Bộ thì sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây và có nắng nên nhiệt độ cũng chưa tăng cao với mức nhiệt ban ngày dao động trong khoảng là 24 đến 27 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung Trung Bộ, ban ngày trời nắng nhiều hơn với mức nhiệt từ 24 đến 27 độ. Nơi có mức nhiệt ổn định nhất vẫn là khu vực Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 tới 29 độ, có nơi cao hơn. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh thành phía Nam nước ta. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết vẫn duy trì trạng thái ổn định, phổ biến ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và 29 cho tới 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, gây biển động. Dự báo đến khoảng ngày 22-23 tháng 2 thì cơn bão trên vùng biển phía nam của Philippines có tên quốc tế là Juran có khả năng đi vào khu vực Biển Đông sẽ gây ra mưa dông, gió mạnh lên cấp 6, giật trên cấp 7, cấp 8 cho khu vực Bắc Biển Đông. Tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông trên vùng biển trên. Bản tin thời tiết cuối ngày 20 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.